bữa đi anh ơi. Ăn cú nhiều lắm nhưng mà em mệt lắm chứ không có giỡn thôi. Nhiều lắm mà bữa nay thì có cái là em muốn hơi say thôi. Ừ. Nhưng mà anh đâu có dậu đâu. Bắt anh với em, bắt em đâu. Thì đó gọi công an phường hay gì tới công an phường luôn. Ừ, lộn nè. Giờ tới không? Trời. Chắc tôi sợ à. Ờ chắc tôi sợ mà. Gọi tới công an phường đúng không? Cái đồ đó đó. Alo. Dạ anh ơi, anh có chạy qua không anh? Mình đi Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. À, bận áo mưa đi xe máy được đúng không? Anh chuẩn bị chạy qua nè, mới bận áo mưa dạ, vô. Dạ được anh ơi, dạ được anh ơi, cho em có cái áo mưa chùm chùm cũng được, cái xe được rồi. Rồi ok, chờ anh chút. Dạ dạ ok anh, dạ, dạ. Rồi đang chạy qua chờ chút. Dạ dạ ok. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu Đường Xó Chợ. Giờ này trời đang mưa khá là nhiều. Mưa lớn thì không lớn nha, mà kiểu như mưa diện rộng á. Mình bật app lên thử nhưng mà vẫn có đơn luôn, nên mình quyết định mình qua đón khách luôn, đi Bình Dương nha. Giờ này 12 giờ, đúng 12 giờ bon luôn. Mình vừa bật app lúc 11 giờ 45, chuẩn bị này kia xong là 12 giờ. Thôi bây giờ mình tranh thủ qua mình đón khách đi Bình Dương cái nha. Tình hình gì mình sẽ cập nhật sau cho cái vlog này. Vlog này chắc là vlog trải nghiệm tắm mưa của mình. Bây giờ cái quần mưa này hơi bị ngắn nha. Lần đầu tiên mà trời mưa mà đi xuống Bình Dương chơi luôn, ghê thiệt. Thật là tự tin. Dạ nghe anh ơi. À ngay sảnh trước nè anh ơi. Dạ ok em ra liền nè. Anh đi Bình Dương rồi đúng không? Dạ. Em chặt nó mưa kìa. Đồng Tháp ạ. Cầu Lạch. Thành phố. Nghe đài truyền hình Đồng Tháp. Hàng xóm mà gặp hàng xóm nha mà. À, Hằng Ngữ. Rồi được đúng không? Dừng ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Nước mưa ở đâu quá đó. Ướt người rồi. Đây là ở đâu vậy? Tôi xin ké nha. Xin ké xíu đi liền. Chiếc xe đầu tiên hơi bị xu nha, do là không có chuẩn bị, ướt át hết trơn. Nhưng mà trước khi mình chạy vô trung tâm thì để quay vào đây đi, để mình kiểm tra sơ coi đồ đạc sao có bị ướt hết không, tại vì máy móc này kia nhiều lắm. Nha mọi người, mấy cái này thì mình sẽ bỏ cốp hết để về nhà mình phơi lại rồi xong mình xài lại lần tiếp theo. Đó. Mình đem theo nhiều áo mưa lắm, mọi người xem những cái clip mà ở năm trước của mình chạy mưa đó, là mỗi người khách sẽ một cái áo mưa riêng biệt, không có bận lại. Xong á, nếu mà không bị rách đó, thì mình sẽ phơi xong rồi mình sẽ bỏ lại bịch đó, để cho người khác bận. Đó, áo mưa thì bao la lắm. Mình đây chuẩn bị còn tới 6 cái áo mưa lận. Phải đầu cốt đầu tiên là cho đi Bình Dương rồi hơi bị căng thẳng. Tại vì đồ đạc này kia sợ bị ướt đó mọi người. Mình bật điều hướng vô trung tâm quận nhất rồi. Hy vọng là có đơn vô quận nhất để mà
chạy vòng vòng trong đó cho nó an toàn. Không biết tự nhiên cách phút đầu tiên vô Bình Dương luôn, hơi bị đắm đuối. Chạy vô quận nhất nha. Quận nhất thì có cái đồ chơi rồi chứ, đồ quay rồi chứ, ra đây không biết quay cái gì. Vô quận nhất 26 cây, đắm đuối. Cắt luôn nón luôn. Cái lo này thì kháng nước, không sao. Ôi. Cái quần mình bị xô rồi. Biết sao mình chạy cái nước nó đổ vô đây nè, nó dính vô đây nè. Chứ nó thấm vô cái quần. Trời bác ơi, ướt mẹt cái quần bên trong. Mình cắt cái quần quá ngắn luôn. Thì tình chứ. Giờ làm sao đây? Nãy giờ mọi người không biết nghe gõ không, nhưng mà bây giờ cái mic tôi giấu bên trong rồi. Bây giờ tôi thiết kế làm sao để cái quần nó không bị vô nước đây. Ngồi nè, cái nước nó thấm vô. Mỗi lần tôi leo xuống là nó ào ra cái. Quần bên trong là ướt rồi đó. Còn bao nhiêu cây nữa tới Sài Gòn? 18 cây nữa. Đúng là mở cuốc đầu tiên vạn sự khởi đầu nan. Đúng là gian nan thiệt. Gian nan ở chỗ là mình nhận cuốc đi Bình Dương. Rồi xong rồi phải chạy về. Thu nhập đi Bình Dương được bao nhiêu tiền để cho mọi người coi. 76.000. Thôi giờ mình vẫn tiếp tục hành trình chạy về quận nhất nha. Bình thường không mưa thì chạy về nhanh lắm, mà với lòng trời mưa thì úi giời ơi luôn. Người xem cái này mắc cười lắm. Trời bắt ơi. Đây quay đây cho người xem cái này nè. Ủa mưa chưa đủ lớn hay sao phải tưới cây vậy hả? Mưa chưa đủ lớn hay sao phải tưới cây vậy? Rồi mạnh nha. Không mà nước ấm á, nước này ấm nè. Mưa chưa đủ lớn hay sao mà giờ này tưới cây khổ ghê á. Chắc là auto của cái giờ phun này. Nói giỡn thì thôi, chắc là auto quá mọi người. Tôi vô tới trung tâm quận 1 rồi đó. Tôi làm ổ bánh mì cái đói bụng quá. Làm cho ổ chả cá ớt với tỏi đầy đủ. Anh đặt xe đúng không? Anh chờ xíu nha, anh chờ xíu em bận mưa, anh chạy qua đón liền. Rồi chạy em tí.
ớt với tỏi đầy đủ, ăn cho nó nóng. Hả? À, không gấp lắm đâu. Mưa này thì được bao la. À, cho nó nóng chứ. Đây đưa tiền đi. 25 triệu. Mưa vậy thì khách cần tài xế hơn chứ tài xế không cần khách đâu. Chở người hả? Ờ, giờ này là khách cần mình chứ mình nói cần khách mình không. Có người này cũng có người kia đặt. À ớt tỏi bao la luôn, ăn cho nó nóng. Rồi cảm ơn. Giờ tôi chạy qua đón khách cái nha. Alo, đang nghe quán ốc nè. Nghe quán ốc nè, nghe quán ốc á. Anh cầm cái áo mưa vô đi. Anh vô trong anh cầm cái áo mưa đi trước đi. Hay là anh muốn tắm mưa ướt thì anh thôi. Chỗ nào vậy? Quanh 35 ngàn. Tính lấy cái nó bảo hiểm. À, 35 ngàn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Ê, cái này của anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Được 100 ngàn luôn, mọi người giật mình. 100 ngàn luôn. Khách làm gách ra mưa luôn. Trời ơi, dư sức hết rồi. Khách xé luôn cũng được, mấy em không có quan tâm tới đâu. Em chỉ quan tâm là khách đưa 100 ngàn là em giật mình. Đã tả khách rất nhiều. Hồi nãy tôi có nói một câu gì khách không quan trọng. Tôi xin rút lại lời nói đó. Khách rất là quan trọng nha mọi người. Thôi đi qua đón người khách tiếp theo nha. Cái áo mưa này gấp rồi nên thôi mình giục cái áo mưa này luôn. Nếu mà không gấp á thì mình sẽ đem về nhà phơi để cho chuyến sau mình chạy. Còn cái áo nào gấp rồi á thì mình bỏ luôn. Dạ. Chỗ nào chỉ em nha. Từ từ. Anh Chiến khỏe đúng không? 26 ngàn. Xong đúng không? Rồi cảm ơn anh. Vậy rồi cảm ơn anh. Chỗ nào chỉ anh nha. Chỗ nào nhỉ? Ê, chỗ nào á? Rồi xuống từ. Rồi anh cảm ơn nha. Được nhiêu tiền rồi? Ui chà, mới 2 giờ hả? Mình kiếm được 130 ngàn rồi. Cộng thêm cái tiền tiếp của anh kia nữa là bao nhiêu? Là 200 ngàn. Đi quốc xe hai mấy mà anh đưa 100 ngàn luôn. Trời ơi, sướng gì đâu. Sướng gì đâu. Để kiếm cái nào à.
kiểu như là ăn bánh mì cái nhà đó bụng quá. Ra đầu đường đi, ra đầu đường ăn mì cái. Ăn lẹ thôi có đường. Có chỗ đậu liền. Chứ gì? Chứ gì? Hay quá. Hủy chuyến rồi, nó hủy chuyến rồi. Từ 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 từ. Tôi tắt app 5 phút đó nha, ăn cái đa bô tử, sợ đa bô tử. Tắt app 5 phút. Ăn cái đi tính tính. Cái bao tử mình hơi bị đau đau rồi nên thôi gán nhét bánh mì đó đi rồi bật app lên chạy tiếp. Thì mà nãy mình có nói đó, trời mưa vậy là mà khách cần mình chứ mình không có cần khách. Tại vì bật app lên là có đơn nè. Bánh mì da nhắc luôn. Mời mọi người nha. À quên, quên nói mọi người. Đây là cái mùa mưa, đây là buổi trải nghiệm đầu tiên của mùa mưa năm nay. Đó. Thì những năm trước mình có nói với mọi người là mình không cố tình chạy như thế này để mà đem lại cái lòng thương hại của mọi người. Cái này mình nói từ tốn đó nha, nói từ từ luôn á. Đó, không, mình cô không cố tình làm như thế này để đem lại sự thương hại cho mọi người ha. Mình đang thử thách bản thân và mình đang trải nghiệm những cái khó khăn của cuộc sống về xe ôm công nghệ nha. Đó nha, mình nói rõ ràng nha, để mọi người vô bình luận tào lao với lao, đặc biệt là mấy ông tu xích đó, kiểu vậy á đó. Đó, tôi chỉ nói đơn ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Mời mọi người ăn bánh mì tiếp nha, ăn lẹ. Bánh mì tuy hơi mềm nhưng mà vẫn ngon. Này cái gì vậy? Là cái tinh dầu. Mưa rồi. Sao có số em gọi không có được? Số em cầm trên số 037 cái này mua bên rồi. Số đó gọi không được nên không biết là hàng như thế nào thì được nói 200 đúng không? Một trăm nè. Một trăm, hai trăm. Anh cứ kiểm tra lại cho anh. Tôi nhận được cái đơn này tôi không biết tôi nên vui hay tôi nên buồn nữa. Nhà thì trong hẻm đó cũng hơi hoang mang đúng không? Người thấy hoang mang đúng không? Nhưng mà coi như tôi trao một lòng tin đi. Tôi trao một lòng tin cho người đó đi. Để thử coi như thế nào. Giờ chạy qua bên bên kia đón khách nha. Qua bên kia giao đơn nha. Mọi người biết sao mình chấp nhận giao cái đơn hàng này không? Rồi bị nước vô giờ. Nãy tại vì cái cậu anh niên hồi nãy là không có đeo khẩu trang nên mình trao lòng tin ở khu vực đó thôi. Do là không đeo khẩu trang á, nếu mà đeo khẩu trang là mình không có nhận liền đâu. Tại vì mình đeo khẩu trang thì mình thấy quay được cái khuôn mặt lại rồi đó. Nên mình trao lòng tin cho ảnh là ở chỗ đó là không đeo khẩu trang á. Tuy là từ cái trong hấp hẻm đi ra nhưng mà không đeo khẩu trang là được. Nếu mà đeo khẩu trang thì mình không nhận liền luôn á. Tại vì cái thứ nhất là cái cuộc gọi này nãy gọi không được á, mà ổng tự đi ra ổng giao cái đơn đó. Thì mình thấy hơi hoang mang nhưng mà mình vẫn thử một cái nữa, là tại vì ổng không có đeo khẩu trang thì mình đặt lòng tin ở chỗ đó thôi. Bây giờ 99 này gọi là gì, trao lòng tin cho người cần hưởng cái gì đó quên mất tiêu rồi. Chắc cái chung cư bự này nè. Tìm đường vô cái chung cư này cái đây. Mưa lớn rồi mọi người.
hẳn cục rồi. Cái đường này đúng là kiểu mưa gió khó khăn cuộc sống luôn đó mọi người. Để tháo khẩu trang ra dễ nói chuyện. Đeo khẩu trang thì mình dễ thở à, tại vì nó bít cái hơi nước á, là mình nó hơi ấm. Ai đù. Thời gian nước vô à. Nước vô. Và biết đường rồi. Không phải nằm hướng bên đây đâu, chung cư hướng bên kia. Để mình chạy qua hướng bên kia nha. Cuộc sống thiệt là khó khăn. Cái định vị trên đây nó sai, đúng là đúng cái bản đồ là chung cư nằm bên kia. Cái gì nãy anh hát gì đặt lòng tin cho người cần hưởng ha, phải không? Nước vô bên trong rồi, nước vô bên trong điện thoại rồi, áp lực thế. Áp lực thế. Em chạy vô được không anh? Em chạy vô em giao đồ. Hả? Kìa, anh đứng đó kìa. Vô cái liền, vô cái giao đồ. Anh chứng khoản hả? Trời, em chứa nó ướt cái điện thoại nó bị. Em đọc số nha. BIBV á. 256. 256. 256. Rồi, cảm ơn nha. Xem ghe với. Cảm ơn anh nha. Lúc mưa đâu giờ ta, mưa lớn quá rồi. Điện thoại thì ướt mẹp rồi. Lúc mưa đâu giờ ta, điện thoại ướt mẹp rồi. Đây. Có chỗ nước mưa đây. Cái gì vậy? Trời bác ơi. Cho mọi người coi nè mọi người. Mình giao đúng ở chỗ chung cư này nhưng mà nó định vị sai, trong khi mình lại đúng cái địa điểm là giao á. Bây giờ nó báo là không có bạn đang ở xa, ở địa điểm giao hàng quá, không có giao được. Ý là mình phải chạy lại cái chỗ mà sai định vị của cái thằng bản đồ trên đây nè. Ủa ác vừa phải rồi chứ trời. Nè mọi người thấy không? Mọi người thấy không ta? Không biết ước thấy không? Bây giờ tôi phải chạy lại đằng đó để mà tôi xác nhận ở khu vực gần đây nè, ngay chỗ này nè, thì tôi mới xác nhận được cái đơn hàng này. Đúng hắc dịch thiệt chứ. Bạn đang ở quá xa, xa cái bà nội mày. Lẹ coi. Nó nhảy tùm lum hết trơn rồi. Được rồi. Để mình lau ướt lau nó khô cái đó. Ra thì không có cái gì để lao hết. Lấy cho anh bịch khăn giấy khô được không nhỉ? Lấy cho anh bịch khăn giấy khô được không?
loại nào cũng được, lấy bịch nhỏ nhỏ. Nhiêu tiền vậy? 5.000 hả? Lạnh quá không dám bước vô trong đó. Cảm ơn nha. Bước vô là sốc nhiệt thấy mẹ luôn. Mình sẽ lấy cái khô mình lau mấy cái trong đây chứ, vì anh ướt mẹ thì không có sử dụng được tiếp được. Mở ra làm sao? Đây. Mình chỉ cần lau khô là mình chạy xe tiếp được rồi. Tại vì nó ướt á, cái nó tự động, cái nó tự động nó ấn ấn phím luôn. Hôm nay đi hơi bị thất thủ nha, do đủ thứ phát sinh, cũng không có trách được, tại vì là trải nghiệm lại, mà mới trải nghiệm lại là mùa mưa đầu tiên mà, nên nhiều cái bất cập xảy ra không có xử lý được. Lau cho khô ta chứ đi, xong sẽ lau khô điện thoại, lau luôn cái mắt camera, thấy rõ chưa? Mình thấy rõ chưa? Mọi người thấy rõ chưa? Đó, phải bỏ đi cho nó khô rồi đó. Tiếp tục là lau cái này hơi khó lau một chút. Cái điện thoại mình nó hơi bự hơn so với cái tấm này. Cái miếng bảo hộ này. Thành ra thì hơi bị khó xài. Nếu mà nó nhỏ nhỏ thì có thể, điện thoại mình nó nhỏ hơn chút thì có thể sử dụng được. Còn cái này thì nó bự quá, nên đôi khi khó làm việc. Đi đường nào? Đi theo bản đồ. Từ từ đi coi bản đồ coi. Thôi máy đi về Bình Chánh á. Ờ, Bình Chánh biết rồi. Xe 8 á. Rồi biết rồi. Thôi gắng, chị gắng nằm ngủ đi em. Quá kìa. Đồ ướt á, chị gắng nằm, chị gắng ngồi chờ xíu đi. Trả tiền cho anh bao nhiêu rồi? Trả tiền xong hết trơn rồi. Đi đây nè, đường nè, không đi đi đâu. Sai rồi. Chị ngồi đi, em chở gì tới nhà yên tâm đi. Rồi cái đồ nịt bụng của tôi đâu rồi? Đồ đạt đây nè. Cái gì? Lấy, muốn lấy cái gì? Che cái này nè. Che rồi. Che rồi. Biết bao nhiêu tiền mua đây không? Biết rồi. Che đâu có ướt đâu. Ờ hả? Đâu có ướt đâu, lật vô đây rồi chị banh nó ra, chị cho nó ướt. Nó vậy là đâu có ướt đâu. Rồi, ngồi em đi. Từ từ đang chạy về. Đi về. Hả? Đang chạy về. Đang chạy về. Em bận. Đi chịu khó. Đi về. Chịu khó đi, gần tới nhà rồi, 5 cây nữa. Em mới đi về. Em bận. 5 cây nữa, 5 cây số nữa tới rồi. Chị gái ngồi im đi rồi em chở về nhanh. Coi chừng té đó. Em muốn đi về. Đang chạy về nè. Hả? Em muốn đi về. Còn 4 cây nữa tới nhà. Anh có tìm đá mang bắt anh không? Có còn chở vô phường không? Chạy vô không được. Khỏi cần báo. Em có làm gì sao, em có làm gì đang sợ. Thì khỏi cần báo, chạy vô công an phường luôn. Nhưng mà anh đâu có dậu đâu. Bắt anh nha, bắt
thì nói gọi công an phường hay gì tới công an phường luôn. Lộn nè. Giờ tới không? Trời. Chắc tôi sợ à. Chắc tôi sợ không à. Gọi tới công an phường đúng không? Cái đồ đó. Ngày em đi tới nhà rồi. Mới lộn không? Hả? Cái đồ khó không ta? Tới nhà rồi, ba cây chín nè. Ba đi dám cái quần què. Ngồi im té bây giờ. Về đó nhà cho mấy mẹ nghe. Cho mấy mẹ mấy cha luôn. Đi về đi. Đang chạy về. Chứ nè em ăn luôn á. Công an luôn. Công an phường quận Bình Chánh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đang chạy tới đó nè. cái đồ đáng ghét. Đi nhanh đi. Từ từ, mưa nó trơn. Đi về. Đang chạy về. Ê. Đi về. Đang về nè. Mày trả tiền cho anh chưa vậy? Trả rồi, nói 80. Trả rồi cho anh gọi hẹn gì. Anh ừ, mà tôi nghỉ ngơi. Chạy nói là giờ anh chở tôi xỉn rồi. Ừ. Bà mẹ nó chở xỉn được xỉn rồi, nó mang mới là ông xỉn. Ừ, thì xỉn thôi. Có giấy tờ đàng hoàng mà đúng không? Đúng rồi. Này cộng gì đợi nghe chưa còn 2 cây số nữa. Từ lâu vậy hỏi nhà sao tôi biết. Anh cũng đẹp trai nữa. Thấy ghê lắm. Gán đi gần, gán đi gần tới nhà. Anh ơi, đau quá. Gần tới nhà rồi. Anh đau quá. Gán đi gần tới nhà rồi. Cây gửi nữa, xíu nữa tới rồi. Em nói em đau mà. Ừ, thì gán luôn. Về. Đó, đang chạy xe đó, 1 cây số nó tới rồi. Hả? 1 cây số nó tới rồi. Ừ, chạy đường ơi chứ. Tới công an rồi, đang muốn xuống công an hoặc là tới nhà gì cũng được. Đang chạy xe. Kiều kiều nữa. Trái đó. Đúng rồi, ghẻ trái nè. Muốn đi bộ về đúng không? Ừ. Ừ. Gắt cái áo mưa. Dễ trái. Chờ từ từ bình tĩnh chưa? Không. Khúc này là hết biết rồi nè.
Khúc này là hết biết rồi nè, chỉ đường nè. Nhớ đường không? Chậm chậm thôi. Chậm chậm để nhớ đường đúng không? Ừ. Thẳng lên. Thẳng lên. Đó, trái mà đi xe trái. Để trái. Nó đúng không? Ừ. Rồi ngồi im để nhìn, để nhìn. Ngồi im để nhìn đường nè. Hay quá, đưa tay luôn được á. Hỗ trợ nhau đi. Thì ngồi im. Nè, hẻm này nè, đúng không? Cái hẻm này nè ba. Hẻm kìa. Quỳnh Lợi, xin lỗi, làm gì căng. Giờ Quỳnh Lợi đây. Rồi ngồi im nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu? Nè, quẹo nè. Thẳng luôn. Ừ. Ừ. Gì nữa? Đây. Ở đâu? Thẳng nữa chưa? Đây, 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 đúng không? Đấy hả? Rồi sao mở cửa vô được? Xuống từ từ đó. Trả tiền rồi. Rồi mở cửa vô đi. Mở lẹ đi, vô đồ vô nè, ướt đồ, ướt đồ hiệu nè. Đây mở cho. Đưa chìa khóa đi mở cho. Không thì mở đi. Nè gọi đèn nè. Đó. Thấy đường không? Quá giỏi, quá giỏi. Rồi vô được đúng không? Đó rồi, nó còn cái gì bọc cái hai cái túi với một cái bịch gì đó đúng không? Rồi đi vô đóng cửa lại. Rồi hay quá. Rồi khóa cửa lại đi. Nè thấy không? Kìa. Nè chị gái, khóa cửa đi chị gái. Lên nhà được đúng không? Lên nhà được đúng không? Thở rồi. Được đúng không? Rồi, rồi, hay quá, giỏi quá. Rồi khóa cửa lại đi. Thấy đường không? Cho mày kêu luôn á. Rồi được rồi đúng không? Bye bye. Mày đưa con mắt đi, nãy có còn lấy đèn về không? Nhìn cái gì mà dành đi vô đi mà đợi. Đúng rồi đúng không? Coi coi là phải chưa? Tám đúng không? Số nhảy tầm lum 180 mấy. Xe chớp chớp đúng không?
hình như là quét mã đúng không? Đây nó kêu quét mã nè. Ờ, tiền mặt. Ờ, trả khách, từ từ để anh coi coi. Ờ, đổi qua tiền mặt 181 ngàn. Ủa sao, sao sao nhiều vậy? Khoan, từ từ. Hồi nãy em quét mã là bao nhiêu? Chưa ở rồi, chưa quét nhưng mà à, 181 ngàn đúng rồi. Không thể nào 180 mấy được. 180 mấy đúng không? Mình thu được mình nhận được 124 ngàn. Hồi nãy mình coi là 15 cây. Nhưng mà sao nhân giá kỳ vậy? Có một cái khung cảnh mà chắc mọi người chưa thấy đâu. Tôi thì tôi thấy rồi đó nhưng mà hơi xa. Mọi người thấy từ xa không? Lúc lúc đằng kia thì trời sáng trưng luôn. Còn ở đây thì trời tới thui luôn. Ghê thiệt. Quá ghê gớm. Mọi người xa nhìn thấy xa không? Nó có điểm sáng không? Bình thường hôm nay mình chạy tầm giờ này là trời nó sáng, nó hửng sáng hết rồi, sắc đèn hửng sáng hết rồi. Mà nó chỉ sáng ở khúc kia thôi. Khúc phía sau đây tối thui, từ đây từ cái điểm đó tối thui luôn, ghê gớm đi. Mưa nguyên ngày mà, mưa từ hồi tối tới giờ mà. Thấy không, mọi người thấy không, có một điểm sáng duy nhất đó. Đúng là thiên nhiên dạo này nó bị làm sao á. Giờ đây mình chạy về làm tô phở nha. Về làm tô phở đi rồi tính cho nó ấm bụng, ấm người, xong rồi về nhà ngủ. Bây giờ mình tắt app nha, bye bye mọi người trước nha. Nếu mà lại đằng kia có gì đẹp quá mình sẽ quay cho mọi người xem, nhưng mà đẹp thiệt á. Rồi bye bye mọi người nha. Hôm nay trải nghiệm một ngày mưa quá trời đã luôn. Thu nhập thực tế hôm nay thì 330 ngàn. Không hiểu tại sao mà có cái đơn cuối cùng lại cao đến vậy. 339 ngàn. Chưa tính tiếp nha, tiếp thì nhiều lắm á. Tiếp này kia chắc cũng được 400 hơn. Ồ, quà này quá đã. Đúng là thành quả của việc mà chạy mưa nó vậy đó mọi người, sướng lắm mọi người. Có thực cái là nó ướt người với lại tốn áo mưa thôi. Thôi bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip khác. Yeah, hôm nay tiền nhiều vui. Đơn cuối lấy tiền của người ta hơi cao, mình cũng thấy hơi giật mình. 15 cây thì không thể nào mà 100 mấy được.